vậy thì là lúc mà là hai vợ chồng mà là xác định là ở với chung với nhau rồi đó, là tụi anh đã sẽ lên kế hoạch là là có con khi nào hay là trời cho là lấy? Con cũng là cái duyên. Cho nên là anh với lại vợ anh lúc đầu thì cũng không có xác định là mình lúc nào mình có con. Lúc mà cưới là vợ anh mới có 21 thôi à. Chắc cũng còn muốn đi chơi đúng không? Anh nghĩ là vậy. Anh nghĩ anh thôi để cho vợ anh thoải mái đi. Chứ nếu mà bây giờ sinh con một cái là hàng trăm thứ lo, chăm sóc con cái này nọ các thứ, mất khoảng ít nhóm cũng phải 1-2 năm mới bắt đầu trở lại bình thường. Cho nên là thời gian đó thì chưa nghĩ đến chuyện có con. 2 năm mấy mà lúc đó là không có sử dụng biện pháp kế hoạch, đã thả cửa, thả cửa luôn mà vẫn không có con, chưa có con. Cái bắt đầu lúc đó thì anh thì cũng bình thường, tại mình đàn ông thì ví dụ như có lớn tuổi tí xíu có con thì cũng không sao. Nhưng mà vấn đề là bà là mẹ anh với mấy dì cũng mong cháu là một cái, với lại cái này là vợ anh bắt đầu cảm thấy lo rồi. Để thoải mái mà không, cái này là em hỏi này là tế nhị trước nha, là có bao giờ là chị nói là anh hay có gì anh đi kiểm tra không? Có một đôi lần như vậy. Thứ nhất là mình cũng ngại, tự nhiên cứ dự nhìn mình khỏe mạnh gì cái bắt đi vô lành nha, cái muộn cũng nhục cũng quê chứ bộ, ướt vô tới chỗ nó rồi cũng quê rồi. Cái bắt đầu cái lần lựa một thời gian, cái rồi cuối cùng không đi. Nhưng mà cũng may mắn là đúng là cái rủi mà có cái hên luôn á, thì vợ anh là bị một kiểm tra sức khỏe thì có bị là giống như là bị nang buồng trứng á, đi điều trị, đi phẫu thuật. Thì bác sĩ có tư vấn luôn là bây giờ mình sẽ làm cái hiếm muộn luôn, xem xét tất cả các thứ, thì lúc đó là làm những thủ thuật giống như là gọi là thông vòi trứng này nọ các thứ đó. Thì vợ anh làm hết những cái đó xong về là mới có 1 tháng mấy sau là tự dưng con dính. Con lành. Biết tin là mình đã có con thì lúc đó cảm xúc như thế nào? Lần đầu tiên thì nó cái gì nó cũng rất là ngỡ ngàng. Cái cảm xúc mình không có biết phải nói như thế nào nó mới đúng cái cảm xúc đó. Nó hạnh phúc mà nó vui mừng mà nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm kìa. Mà lúc mà vợ anh mới bắt đầu phát hiện là đã có thai, mang cái que thử ra đưa anh mà khóc. Anh trời, ông nói vừa thấy chưa có thấy cái que mà từ trong nhà tắm chạy ra mà khóc, anh nói chết rồi, không biết chuyện gì đây. Thì bắt đầu anh mới lo rồi. Nhưng mà xong rồi anh hỏi thì đưa anh cái que nói là em có thai rồi. Nâng như trứng, hứng như hoa. Tại vì là khó để mà có, mà bây giờ có rồi mà anh nghĩ là thể trạng của anh cũng không có tốt á, coi như là cũng gầy. Anh sợ cái u nang cũ á không biết nó có ảnh hưởng gì hay không. Cho nên trong cái quá trình mang thai á là đi đâu cũng vậy á, ví dụ như mà có đi gần nhà mà chở đi xe máy á, chạy coi như là 20 cây số trên giờ luôn á, không dám chạy nhanh, tới ổ gà là phải coi như gần như là muốn dừng lại luôn. Từ nước ổ gà rồi mới dám đi. Rồi trong cái quá trình mà là anh chăm sóc vợ của anh á, khi mà là đang mang nặng đẻ đau như vậy á thì nó có khó khăn gì không? Được cái là vợ anh là không có bị ốm ngán, cho nên không có khó chịu và cũng không có thay đổi về tâm sinh lý nhiều. Là cũng anh không có bị hành về chuyện đó. Tính ra cũng khỏe mà, nhưng mà không, ngược lại, có nghĩa là vợ anh không bị nhưng mà anh bị. Về anh bị về hỏi chị liền là lúc mà ngủ, là chị đang mang bầu, có khi mà anh ngủ chị có tèo qua người anh. Ủa vậy hả? Là có đó, là người ta chỉ đó là nếu như mà là phụ nữ mà là không muốn bị ngán nhiều á nha. Vui vậy? Là canh lên lúc ngủ rồi nè, không có nói gì hết trơn trời. Cái này anh về anh phải hỏi lại đó, lén bước bằng tại vì vợ anh ngán mà anh lại đi thèm những cái đồ chua. Rồi tới cái lúc mà mấy tháng mà gần cuối á để đi sinh thì cũng là cả vấn đề. Em bé là bị dây rúng quấn quanh cổ mấy vòng, 2-3 vòng. Trời ơi. Rồi xong rồi lúc mà chưa tới ngày còn vài tháng á thì nó quay đầu xuôi rồi. Bắt đầu tới ngày sinh thì nó lại quay ngang, không sinh được, sinh thường được. Cho nên là bác sĩ là bảo mình là phải sinh mổ. Con anh đó mổ trước cái ngày dự sinh khoảng 1-2 ngày thôi. Lo lắm, trời ơi, đứa đầu tiên. Khi mà đứa con ra đời, với là lúc mà đợi chờ đứa con á, coi như một thế kỷ. Thì lúc đó là vợ anh vào phòng mổ và anh ngồi ở ngoài ngay chỗ phòng đợi chung rất là nhiều người. Trong bụng nó đánh lô tô mà. Rồng ràng. Khó chịu, không biết là vợ mình sinh như vậy rồi mổ như thế nào, rồi con mình có vấn đề gì hay không này nọ các thứ, bao nhiêu suy nghĩ là nó cứ lộn xộn trong đầu á. Cái ngồi cái nhìn màn hình nhìn hoài, thấy đọc thông báo hoài mà chưa thấy lên tên vợ mình là cũng lo lắm rồi, bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi.
quá quá khả năng chịu đựng rồi đó, cảm thấy mình hơi bắt đầu là chột dạ lắm rồi, thì bắt đầu lên lại lên tên mừng quá trời. Xong là, rồi vậy là mà anh ẩm nó được trong tay rồi đó. Anh can đảm là anh dám ẩm liền luôn hả? Lúc đó không phải là ẩm nhưng mà coi như là trao tay để mình bế cho, nhưng mà giống như là hộ lý á, người ta cũng đang ẩm rồi, mình chỉ là vậy thôi chứ thực ra chưa ẩm lần nào. Ừ, ngay cả mình không dám đổi tư thế luôn á, chứ lỡ mà ẩm một tư thế nào là ẩm luôn, cái đó là không phải là mới sinh luôn mà là trong tuần lễ nằm bệnh viện. Anh ẩm tư thế nào là ẩm vậy luôn, ẩm tới nỗi mà từ từ nó muốn tuột mà anh không dám đổi luôn. Tại vì nếu mà mình đổi là cái đầu nó sẽ quẹo qua quẹo lại, chân tay là mình sợ không dám, tại vì em bé còn rất là nhỏ, rất là mỏng manh. Nên là lúc mà ẩm đứa con trong lòng rồi á, trời ơi, nó đúng là cái tình máu mủ nó có một cái sợi dây liên hệ mà mình không biết, nó rất là đặc biệt. Anh ẩm con lần đầu tiên nè, rồi những lúc mà anh cho con tắm nắng buổi sáng á, cha cũng cởi trần, con cũng mặc cái tã cởi trần để làm nằm lên ngực như vậy nè. Trời ơi, hai cái tim nó đập mà giống như là mình nghe cái tim bên kia nó đập dính vào cái tim bên mình á. Có nghĩa là bây giờ là anh Tuấn ngồi ở đây không có dám nói gì, sợ vợ câu vậy thấy rồi cái vậy la. Không sao đâu anh, tới cái phần này tụi em biết chưa? Biết được không? Được. Biết hết luôn hả? Biết hết luôn. Có sợ chị nghe gì không mà không có chia sẻ được không? Anh không có sợ. Anh không có sợ về tối anh đi ngủ. Anh không có sợ thì anh phải đi ra. Anh không có sợ. Cái gì đó anh không có sợ. Anh phải như em nè, anh không có sợ đó, vậy đó. Anh không có sợ. Theo anh nha, chị có khó tính không? Đúng, cái đó là chính xác. Từ việc mà để mẹ một mình ở bên đó, quay về bên đây, đám cưới định cư ở đây, và sau đó là tất cả mọi thứ coi như là làm lại từ đầu á. Rồi tôi ngay cái việc là bắt đầu sinh con này nè, tại vì thương anh mới vậy thôi. Thương anh mới như vậy thôi. Thì làm sao mà chúng ta có thể đào sâu vào cái vấn đề này được? Không nên đào. Không thể, không nên đào. Thôi thì bây giờ mình không có đào đất được thì mình hỏi về chủ đất đi. Chủ đất. Đôi lúc mình có cái sự thiếu sót gì mà là mình cần phải cải thiện hay không? Anh nghĩ là anh dở nội trợ trong gia đình. Anh rất là tệ luôn. Nếu mà bây giờ vợ anh không nấu đồ ăn, kêu anh nấu bữa ăn thì anh chỉ có món duy nhất là mì. Còn thôi đào. Mì trứng. Trứng luộc. Vậy anh ơi. Anh không có làm được những cái việc đó. Ví dụ trong gia đình có việc gì nặng nề cần sốc vác, cần đàn ông, sức đàn ông thì anh làm được hết. Anh không có phụ được vợ anh nhiều trong những chuyện nội trợ này nọ trong gia đình. Những cái đó là nó phá nát gia can luôn. Khó nói lắm á. Mà thường thường đàn ông thì ra ngoài là bị tránh khỏi. Bạn bè rủ đi, không lẽ giờ đi cà phê hoài thì cũng phải ngồi la rai, ly bia, ly rượu. Rồi những cái chuyện hệ lụy mà khó đỡ, ví dụ nó là giao thông trên đường. Bây giờ hệ lụy nó cũng cao lắm đó, đó. Bây giờ là một lần như vậy là mấy triệu đó, đó. Không căng mấy đó. Triệu đâu. Rồi thứ hai là bên cạnh bàn nhậu thì phải có chân dài, thì phải có nhiều cái nó liên quan tới mà nó cũng khủng khiếp lắm. Cái điều đó là nó rất là kinh khủng nếu mà so với cái chuyện chơi game. Nên anh nghĩ là thôi chị em phụ nữ để cho anh em có những cái thứ vui tiêu khiển mà nó tao nhã mà nó lành mạnh. Hai là anh mê xe. Mê xe đồ chơi hay gì? Không, xe phân khối lớn á. Ồ, biết mê ghê, mê cái nào nặng nề cái đó á. Vậy là có bao giờ khi mà là như anh thấy chiếc xe này, ôi muốn quá. Bây giờ mua nhưng mà có bao giờ là vợ anh không? Thường xuyên. Nhưng mà cuối cùng anh có anh mua không? Anh cứ thấy xe nào đẹp là anh khoái à. Muốn mua lắm mà không cho mua. Tại vì vợ anh giữ tiền hết rồi. À thì đúng rồi. Nhưng mà anh phải có quỷ đen chứ hả? Anh á. Không có mọi người. Không có quỷ đen. Không có quỷ đen nè mọi người ơi. Biết một cái rất là ok là vợ anh cũng tự giác cà phê săn cò với bạn bè. Thì bắt đầu là gần hết là vợ anh rồi rót từ từ. Mỗi lần mà diễn show xong cái tiền về đưa hết rồi. Không, cái đó là tiền mặt, chuyển khoản vô tài khoản một cái á. Nó chuyển qua tài khoản anh chưa nóng luôn á. Chuyển qua bên kia lại hả? Anh là hành người vô sản đó. Cho nên là nhiều khi anh mơ xe lắm ra đường. Rồi cái anh máu xe từ hồi mà mới mười mấy tuổi là mơ rồi. Tới bây giờ là không bỏ được. Chưa thấy chiếc nào đẹp quá. Trời ơi anh phải giả bộ mình phải
mình muốn cái đó thì mình phải dụ cho dụ cái người đó cũng thích cái đó thì mình mới được. À vậy là phải ráng dụ vợ mình chung đam mê với mình luôn rồi dụ anh được chưa? Anh cứ kêu trời chiếc này đẹp quá, anh thấy chiếc này không? Chiếc này là anh chạy là chở em rồi sao là hết sảy luôn. Cái này đó. Cái bắt đầu cái cưa vậy ba lần, cái lúc đầu cũng cằn nhằn lắm. Về tới nhà cái anh công nhận ngồi mô tô nó có cái cảm giác cái giá trị của mô tô đó. Bây giờ là tới một cái phần dành cho anh mà từ trước giờ chương trình chưa bao giờ có luôn. Có vậy, lần đầu tiên luôn. Anh đợi em xíu, em làm anh căng thẳng rồi đó. Ừ, biết em... đâu được tự nhiên mở cửa ra cái chị vợ đi vô thì sao? Dạ cái này không phải là hợp đồng đâu nha anh, hợp đồng nãy giờ mình ký rồi. Cái này là cái gì đây? Đây là một bức thư đố anh của ai gần với anh lắm. Sao anh biết được? Fan hả? Fan nói làm gì, gần với anh hả? Gần xịt luôn. Anh em trong nhóm hả? Không luôn. Em không, anh chịu thua. Thời gian có tâm sự với anh nhiều không? Cũng có, nhưng mà nói chung là những cái ba sàm ba láp á. Hai vợ chồng có chuyện gì thì cũng nói cho nhau á. Có bao giờ chị cái viết thư cho anh không? Viết thư hả? Ừ. Đừng nói này là thư vợ anh viết nha. Biết đâu được, em sẽ thay mặt cho nhân vật này đọc cho anh nghe. Đừng có làm anh hồi hộp. Hôm nay ngồi viết thư này cho anh, cảm giác thấy lạ lẫm làm sao. Cũng đã 18 năm rồi còn gì. Dạ. Từ lúc mà em vừa sang Pháp định cư, cái thời mà Facebook, Zalo còn chưa có. Em còn nhớ lúc đó vì nhớ anh nên chỉ biết viết thư tay. Mặc dù ngày đó anh luôn hay gọi em là đồ nít quỷ, đồ nít quỷ, đồ nít quỷ. Hi hi. Thời gian trôi qua nhanh quá và chúng ta đã có 12 năm chính thức về chung một nhà. Đôi lúc ngồi nghĩ, em còn không tin là mình đã cùng đi với nhau từng ấy thời gian. Ngày xưa khi quen anh, gia đình em có cấm cản và khuyên không cho quen ca sĩ. Nào là quen nghệ sĩ phức tạp lắm, sướng ca vô loài. Lúc đó em không có cãi lại một ai hết, nhưng em đã không nghe theo. Mà phải nói rằng khi đó em còn nhỏ và suy nghĩ cũng chưa chín chắn hết mọi chuyện. Điều đơn giản nhất em chỉ nghĩ đến lúc đó là em yêu anh và em muốn xây dựng một gia đình cùng anh mà thôi. Ngày mà là em quyết định rời khỏi Pháp để trở về Việt Nam, lúc đó em còn nghĩ trong đầu, nếu quyết định này là sai thì chắc cả đời này em rất có tội với lại mẹ của em. Và rồi sau 12 năm chung sống cùng anh, em chưa từng hối hận về điều đó. Anh đã cùng em vun đắp lên một gia đình thực sự rất hạnh phúc. Cay, đắng, ngọt, bùi, mình cùng nhau nếm trải. Có niềm vui thì cùng chia sẻ, gặp khó khăn thì cùng tìm cách gánh vác. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua. Em còn nhớ ngày đó, niềm vui như tăng lên gấp bội lúc mà em biết tin mình đã có thai con gái là bé Hạ My. Em đã bật khóc và không tin vào mắt mình khi cầm trên tay cái que thử thai 2 giờ. Sau hơn 2 năm chữa trị hiếm muộn, lúc đó bác sĩ chỉ định em bị hiếm muộn cấp độ 2. Em lo lắng và em bắt đầu tìm kiếm các thông tin trên mạng, và càng mong thì lại càng không có. Nhưng rồi ngày vui đó cũng đến. Em mừng đến nỗi gọi điện cho hết người này đến người khác để thông báo là mình có thai. Mặc dù đã có 2 con rồi, nhưng mà mỗi lần anh nắm tay em, em vẫn còn cảm giác run run, cứ như là lần đầu tiên đó. Còn một điều mà hôm nay em mới nói cho anh biết, mỗi khi anh đi công tác xa, em luôn nằm ngủ bên phần giường và đắp mền của anh. Lúc đó em cảm thấy mình không bị trống vắng nữa khi không có anh ở nhà, ở bên cạnh em. Em thì không ăn nói giỏi như là những người khác, nhưng em có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi. Nó chỉ có thể lớn hơn từng ngày mà không gì có thể so sánh được. Em yêu chồng rất nhiều. Dạ, sao đây ta? Hai vợ chồng mình thì anh nghĩ là không có cái chuyện gì để không có nói với nhau hết. Nhưng mà những cái chuyện mà tào lao quá sàm lát, bất cứ chuyện gì cũng nói. Nhưng mà anh không nghĩ là em viết một lá thư mà để hôm nay anh đọc, anh nghe cái lá thư này mà anh cảm thấy nó một cái gì đó rất là bồi hồi. Và anh nghĩ là ngoài những cái chuyện mà thí dụ như là cái tính tật xấu của em
thì là em là một người vợ mà anh không có cái gì để mà anh phải phàn nàn về em. Tất cả những chuyện trong gia đình em đều chu toàn và em vun vén hết. Nếu mà không có em chắc không có một cái gia đình như hôm nay. Anh không có cho em và con được tất cả những gì người ta có, nhưng mà em và con sẽ có được tất cả những gì mà anh có. Nhưng mà mai mốt sáng ngủ dậy là đừng có chui rút đầu vô nách anh.